Trời nướng thì thơm đó bà ơi. Thơm ghê á. Bấm cái chập à. Cái hàng xóm nó cho nó cầm lên đây nè. Thơm quá. Dạ. Con có đèn sáng lắm, để mai con cầm xuống. Ừ. Không có xài. Đúng rồi, mình để đây cái mình ấy đó. Mình cần cái mình. Cái đèn này mày lấy ở đâu vậy? Bà ơi, cắm đi. À. Có mỡ nó cháy mà. Ừ, có mỡ nó cháy. Nhỏ đó. Chứ trong phòng ngủ nó cũng có cái quạt á, mà nó đâu có phải bật quạt đâu. Hai miếng này chưa chín. Dạ.
À. Thơm ghê bà. Thơm với thịt nướng là thơm à. Ờ. Nướng là thơm mà nhất là nướng than nữa. Cái này mà nướng mà lá lốt hàng xóm nó khùng luôn á. Xong rồi muốn đứng vào lá lốt hàng xóm ngửi mùi là chết luôn. Ờ. Làm mặt làm mày cho nó làm tê sồ cho nó đấy. Dùng sao? Thì đó thì cứ nấu mấy vậy đó phải không? Ý là uống rồi. Thì bắt buộc nó vẫn phải lên bà. Thì dĩ nhiên rồi. Mấy con nó lệnh thì nó có tiền thôi. Ừ. Biết con này là dũng tâm lý của nhỏ này là lệnh mà. Gây để đi thi hoa hậu. Nãy sáng giờ em ăn đâu gì đâu, em ăn ba cuốn gỏi cuốn. Lúc tôi về tôi thấy còn hai cuốn trên bàn. À. Tôi tưởng cuốn Huy. Tôi mới hỏi ủa này của ai, nó mấy con mua mà con mới ăn có một cuốn à, chưa kịp ăn làm cho nó xong. Ai đặt mấy chục mà cái này nè, đó, cái cháo quá. À. Đó thì cái tư tưởng